Rồi thì bây giờ mình đang có mặt tại cầu vượt cầu đi bộ số 1. Đó, xa xa kia là cái cây, đó cái cây cầu mà các bạn có thể đi đường vào Quảng Kiệt á. Thì bây giờ mới khoảng 5 giờ 30 phút chiều thôi. Thì các bạn thấy tình hình ở đây có vẻ là chuẩn bị không ổn rồi mọi người ạ. Từng đoàn xe bà con ở miền Tây đang sinh sống và làm việc ở khu vực Đông Nam Bộ đang đổ dồn về đây rồi. Phía sau lưng chúng ta thì là hướng ra cầu Bình Điền nha mọi người, thưa các bạn ha. Rồi bây giờ là 6 giờ chiều, 18 giờ chiều các bạn, mình đang có mặt tại chân cầu Bình Điền 1, hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long An ha. Thì sau lưng chúng ta đây, hình ảnh từng đoàn người, từng dòng người, rất là nhiều bà con, người dân ở khu vực miền Tây đang nô nức để về quê cho cái đợt nghỉ lễ 4 ngày 2 tháng 9 này các bạn ha. Rồi thì mình đang có mặt tại thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An các bạn ơi. Đây, cái quang cảnh bà con người dân đang nô nức đi về miền Tây đây. Đấy các bạn thấy không? Đó, bên bị bên bọc rồi, ba lô túi sách rồi, hàng hóa rồi, quà cáp nghe cả con chó cũng mang đi về. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chợ Việt TV ha. Bây giờ là 5 giờ 30 phút chiều ngày 30 tháng 8 năm 2024 các bạn. Tức là ngày hôm nay là ngày làm việc chính thức cuối cùng cho cái kỳ nghỉ lễ 4 ngày của mừng Quốc Khánh 2 tháng 9 năm 2024 này ha mọi người. Thì bây giờ mình đang có mặt tại khu vực bến xe miền Tây. Đây là cửa ngõ để đi nối liền giữa thành phố Hồ Chí Minh, khu vực Đông Nam Bộ và khu vực miền Tây ở dưới này. Mọi cái hoạt động ở đây đang diễn ra rất là sôi động các bạn. Đây, rất là nhiều các anh chị em đang chuẩn bị hành lý sẵn rồi như thế này để chuẩn bị cho một chuyến hành trình trở về nhà. Đây là gọi, nếu mà chúng ta nói vui á, là cuộc di dân lần thứ hai trong năm 2024 này. Trước cái cuộc di dân này đó là 30 tháng 4, ở đây là lần thứ hai 2 tháng 9, tại vì chúng ta có 4 ngày rồi các bạn, 4 ngày nghỉ lễ. Là rất là nhiều những chuyến xe đang nối đuôi nhau tới bến xe miền Tây để chuẩn bị đưa người dân đang làm việc và công tác tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, khu vực Đông Nam Bộ trở về miền Tây. Đây rất là nhiều các anh chị em đang đứng đây để chờ bắt xe các bạn ha. Và đặc biệt hôm nay thì kênh Chợ Việt TV xin mời cô chú anh chị và các bạn đồng hành cùng mình, cùng với bà con người dân đi xe gắn máy á, đi xe gắn máy chuẩn bị về miền Tây đó. Đó, bằng cái con đường bộ ha. Đó, thì lát nữa thì mình cùng với bà con ở đây đi về miền Tây luôn. Hôm nay kênh Chợ Việt TV đi về miền Tây với mọi người luôn, để quay lại cho cô chú anh chị và các bạn gần xa cái hình ảnh nô nức của mọi người trở về nhà sau bao ngày làm việc vất vả tại chốn thành thị này các bạn ha. Đó, còn đây là không khí tại khu vực bến xe miền Tây ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh nha mọi người. Rất là đông những cái chuyến xe ra vào chở khách, chở bà con để quay về miền Tây này trong cái kỳ dịp nghỉ lễ 4 ngày này các bạn ạ. Đây, không khí vô cùng náo nhiệt. Rồi, bây giờ mình xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng với kênh Chợ Việt TV và bà con, những người dân có gốc miền Tây đang sinh sống và làm việc thành phố Hồ Chí Minh trở về miền Tây nhé. Ok, let's go ha. Rồi thì bây giờ mình đang có mặt tại cầu vượt cầu đi bộ số 1. Đó, xa xa kia là cái cây, đó cái cây cầu mà các bạn có thể đi đường vào Quảng Kiệt á. Thì bây giờ mới khoảng 5 giờ 30 phút chiều thôi. Thì các bạn thấy tình hình ở đây có vẻ là chuẩn bị không ổn rồi mọi người ạ. Từng đoàn xe bà con ở miền Tây đang sinh sống và làm việc ở khu vực Đông Nam Bộ đang đổ dồn về đây rồi. Phía sau lưng chúng ta thì là hướng ra cầu Bình Điền nha mọi người, thưa các bạn ha. Rất là nhiều những xe từ những cái xe 52 chỗ và đặc biệt thì xe Honda rất là nhiều các bạn. Đó, xe ô tô đang kẹt ở bên này rồi ha. Nay thì mình đồng hành cùng bà con về miền Tây luôn các bạn ha.
Nếu các bạn hay yêu mến kênh thì nhớ đăng ký kênh, subscribe đăng ký kênh ha. Like và chia sẻ video giúp mình. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn. Ở lan nữa thôi, chỉ khoảng nửa tiếng thôi là kẹt xe cứng ngắc. Tại vì mình đi theo bà con nên mình không có chờ tới lúc mà kẹt xe được. Mình sẽ đi dần xuống đoạn nào có thể đứng trên cao như thế này quay cho cô chú anh chị và các bạn xem, thì mình sẽ leo lên đây mình quay cho cô chú anh chị. Và bây giờ quay qua đằng sau này, sau thì cũng khá đông rồi nè. Cô ơi, cho con hỏi là cái cầu này là cái cầu gì hả cô ha? Không biết, đây là quận gì, quận Bình Tân nè. Bình Tân hả cô? Dạ. Hình như cầu Bình Điền là chạy ra ngoài kia tí đúng không cô? Dạ dạ. Nửa tiếng nữa thôi, chắc kẹt xe cứ ngắt thôi. Giờ mới 5 giờ rưỡi thôi mà thấy đông nghẹt rồi. Này cuộc di dân. Dạ. Lần này là cuộc di dân lần thứ hai, thì nói như thói quen nói vui với các bạn. Đã 30 tháng 4 là cuộc di dân lần thứ nhất, thì đây là cuộc di dân lần thứ hai. Ngày 29, tuần nghỉ 4 ngày mọi người ạ. Đường thẳng này ra là ngoài phía cầu, tự nhiên quên tên cái cầu rồi. Cầu gì đi về phía Long An ta? Bình Điền, cầu Bình Điền các bạn. Chuẩn bị thấy đâu rồi nha mọi người ơi. Đó bà con, trên kia kẹt rồi kìa. Đây là một trong những địa điểm rất đặc biệt được anh chị các bà làm báo đứng đây chụp hình, rất là đẹp ha. Rồi thì bây giờ mình mời cô chú anh chị và các bạn cùng đồng hành với kênh Trở Về TV chạy thẳng xuống cầu Bình Điền và đi về hướng miền Tây, đồng hành cùng với bà con miền Tây trong đợt về quê lần thứ hai này nhé. Rồi bây giờ là 6 giờ chiều, 18 giờ chiều các bạn, mình đang có mặt tại chân cầu Bình Điền 1 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long An ha. Thì sau lưng chúng ta đây, hình ảnh từng đoàn người, từng dòng người, rất là nhiều bà con người dân ở khu vực miền Tây đang nô nức để về quê cho cái đợt nghỉ lễ 4 ngày 2 tháng 9 này các bạn ha. Mặc dù thì con đường đây vẫn còn lưu thông được, nhưng mà theo mình đoán thì khoảng nửa tiếng nữa thôi, khi mà các anh chị công nhân đi làm về rồi bắt đầu là sửa soạn đồ bắt đầu đi về thì lúc đó thì khu vực này kẹt cứng người luôn, theo mình đoán là như thế, thì không biết là tình hình như thế nào. Hôm nay kênh Trở Về TV sẽ đồng hành cùng với bà con người dân đi về miền Tây luôn cho cái chuyến nghỉ lễ này, đã thử xem cái không khí nô nức của người dân ở miền Tây khi đang làm việc, sinh sống làm việc tại khu vực Đông Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh, bên ngoài Đồng Nai đấy, đi về quê dịp này như thế nào á. Rất là đông các bạn ha. Rồi trên đây là kẹt rồi, có dấu hiệu kẹt rồi. Xe trắng này là lưu thông được xíu một thôi nè. Rất là đông luôn nha các bạn. Hôm nay mình làm một cái video rất đặc biệt, đi từ bến xe miền Tây cùng với bà con đi về tới miền Tây luôn chứ không phải đứng một chỗ quay nữa. U trời ơi, chỗ này mà không lưu thông qua cầu Bình Điền thì lát nữa hay kẹt cứng rồi các bạn. Rồi cầu Bình Điền kẹt luôn rồi, kẹt cứng rồi. Xe khách nó lấn vô là thấy kẹt rồi đó. Rồi xong, đúng là kẹt thật rồi các bạn. Để mình lên đây mình quay cho cô chú anh chị các bạn xem cái cảnh ở trên đây nè. Đây là một trong những cây cầu rất là nổi tiếng vì tình trạng kẹt xe vào những cái dịp nghỉ lễ, tại vì đây là cái tuyến đường huyết mạch lưu thông nối miền Tây và khu vực Đông Nam Bộ. Hành trình về miền Tây, lần này mình làm một cái video đặc biệt luôn cùng với bà con đi về miền Tây luôn. Đây ở trên cầu Bình Điền quay xuống ha, rất là đông luôn. Cái xe khách 52 chỗ, xe khách 16 chỗ, cực kỳ đông, kẹt cứng rồi. Tình hình này khoảng nửa tiếng nữa là kẹt ở khu cầu Bình Điền này các bạn.
bà con đang mua nước về rồi. Rồi bây giờ xin mời cô chú anh chị và các bạn theo chân kênh Chợ Việt TV, chúng ta đi về miền Tây cùng với bà con nhé. Okay, bây giờ đi qua cầu Bình Điền nha các bạn ha. Đó. Theo chân bà con đi về miền Tây cho cái dịp nghỉ lễ nha mọi người. Rồi thì mình đang có mặt tại thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An các bạn ơi. Đây, đây quang cảnh bà con người dân đang nô nức đi về miền Tây đây. Đấy các bạn thấy không? Đó, bên bị bên bọc rồi, ba lô túi sách rồi, hàng hóa rồi, quà cáp nghe cả con chó cũng mang đi về. Đấy, rất là đông người dân tại miền Tây đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ đi về miền Tây trong dịp này. Ok ha, đây là thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An nhé. Đông lắm, bây giờ đến tối thì còn những cái đoàn xe rất là nhiều, những cái đoàn xe, những cái chuyến xe à, như thế này, đi về miền Tây ha. Rồi, thì hôm nay video kênh Chợ Việt TV xin được phép được kết thúc tại đây ha. Đó, tại vì chắc là mình dừng chân nghỉ ở Bến Lức một tí. Ngày mai mình mới tiếp tục cuộc hành trình đi về miền Tây được các bạn, tại vì xa quá. Đây, cổng chào Bến Lức. À. Rồi cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video nhé. Nếu video hay cô chú anh chị và các bạn nhớ tặng mình một subscribe, đăng ký kênh miễn phí, like và chia sẻ video. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo.